Chào các bác nhé, em lên sóng tiếp con rửa bát Panasonic TI-11. Con này nó là dạng đời sau của TR9 các bác, đời cao hơn cả TR9 nhé. Đấy. Về cơ bản thì mặt mũi hình thức giống hệt luôn, nhưng mà nó là thế hệ đời cao hơn. Năm sản xuất của nó là 2018 đấy. 2018 các bác nhé, đỉnh cao của năm sản xuất luôn. Đấy. Sau của TR9. Mặt mũi mica nguyên bản hết, lưng tôn rất là đẹp phải. Ít xước các bạn nhé, đúng không? Lưng tôn rất là mới, series máy là 0138T11 con này, năm sản xuất 2018 nhé. Dòng máy rất là hiếm, đời cao. Giao diện thì cái mặt này nhìn nó thiết kế phay xước, trông có vẻ là lạ mắt. T11 sau thế hệ của TR9, tính năng thì không có gì thay đổi đâu ạ, anh em nhé. Này là không bấm được khi mà đang rửa nhé. Okay. Bình thường ở cái thế hệ TR9 ấy, khi đang rửa là các bác cũng có thể chuyển được cái nút này, nhưng bọn này không cho chuyển luôn. Mặt giao diện, mặt mica đẹp, lắm bảo, răng chỉ không bao phải nghĩ các bác nhé. Rất là mềm, nội thất sạch sẽ mới đẹp. TI-11 nội thất sạch sẽ, đời cao 2018, con này bán 5,7 triệu, bảo hành 1 năm trước khi vận chuyển trên Việt Nam. Mã số 3 các bạn nhé, có một chiếc duy nhất này thôi. Việt Nam 500.000, phí vận chuyển đi toàn quốc là 150. Hình thức mua bán có đặt cọc trước 500. Các bạn nào có nhu cầu qua alo cho em nhé, theo số điện thoại này. Chào các bác.